Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì mình sẽ mang cây rìu VIP level 2 vào chế độ Zombie và nhặt hòm các kiểu. Hòm ở cái server Việt Nam này thì anh em cũng biết rồi, nó phải gọi là bóp giái đỉnh cao. Úi dồi, liếc nhau thôi nhá, chứ đừng ngó sờ vào nhau. Mình thì gái 18. Úi dồi, tự nhiên tơ nó lướt qua mình như chưa từng nhìn thấy mình. Bạn ơi, bạn có cảm thấy tiếc không tơ ơi? Đen thế. Rồi, khi mà thực hiện một cái thái độ lồi lõm với tơ thì sẽ có một kết cục nó rất là đắng. Và hiện tại thì tơ sẽ nhìn mình bằng một ánh mắt hình viên đạn và đang nhìn bật tính năng hack và nhìn xuyên tường. Ơ cái định mệnh giữa hai hòm toàn đạn ấy nhỉ. Không có súng thì nhét đạn vào mồm mình bắn sao được. Chả nhẽ mình lấy mồm mình phụt ra à. Rồi tơ nó vẫn cố gắng duy trì và đuổi theo. Chán thế. Tơ ơi, cho mình một giây thôi để mình lên chỗ cao cái nào. Úi dồi ôi, tơ nó cho mình một giây nhưng mấy thằng giống non nó lại không tha. Đấy, hàng họ nó lại thích hiếp mình đấy, tại cái bản năng là đẹp dài đấy. Rồi rồi lại bắt cua thôi, thấy cái dám bắt cua là mình biết là bờ đồ rồi, té ngay thôi. Ôi rớt rồi kìa, hay quá, có hòm cái định mệnh nó nữa. Úi dồi ôi, bay kinh quá. What the ơi, tao là sợ mày quá cơ. Ôi, đây là hòm chiến bóp giái nè, anh em cũng biết rồi. Thực sự là chơi nó phải chính xác một tí, chứ đừng có dựa vào hòm là chết đấy. Hòm toàn 3Z với lại băng đạn các kiểu thôi, chứ chả có súng xếp các gì ngon đâu. À, bên China thì cho toàn RPK VIP, bên này toàn 3Z với lại băng đạn. Đã thế khắm hơn đó là Gatling Gun VL. Rồi cho hẳn Gatling gốm sứ nó mới truất. Ủa sao lại không bắn trúng viên nào này? Đen thế à rồi. Rồi em biết phải làm sao bây giờ. Bắn không trúng mà hết giờ rồi. Mong là trận 2 này nó sẽ đỡ khắm hơn. Trận 1 chúng ta nhặt được toàn băng đạn với lại 3Z. Bây giờ mong là nhặt được RPK VIP đi. Rồi. Ước là phải ước cho nó cao. Ước mà ước ít thì không ước làm cái gì. Phải ước là ước phải điều nhà lầu xe hơi. Chứ ước mà nắm xôi thì thôi, làm gì. Đúng rồi. Mà có những lúc lại ước nắm xôi nó đéo ra, cạn lời. Đây đây, tơ này. Tơ lại đi nấp. Úi ôi, mới thấy tơ thôi, nó mới lên một cái thôi, nó liếc mình nhân thật. Nó đã lấy ngay cái băng Kotex vệ sinh của mình rồi. Đến ngay, bố mày mới mua. Giá không biết là bao nhiêu, như là 5 củ đấy, 5 triệu đấy. Giả bố nhanh. Thằng khốn nạn này, tao sợ mày quá đấy. Mất bà nó cái Kotex rồi, cái băng Kotex bảo vệ thôi mà. Úi dồi ôi, tao sợ mày quá cơ. Một pha liều mạng. Rồi may không chết, pha đi chết thì đúng là mắc nhục. Rồi hòm đây. Rồi MG3 Legion Dragon hay lắm DM. Chúng ta cuối cùng cũng có một cây súng để bắn. Nãy giờ toàn nhặt toàn cái thứ gì đâu. Rồi hết băng đạn lại 3Z. May nó chưa cho Gatling. Trận này mà cho Gatling thì đúng là em đập bà nó cái điện thoại cho rồi. Chứ không cầm làm cái gì nữa. Cầm nó chỉ thêm xui khiến với mình là đi bắt cua, đi lừa tình thôi. Rồi, cảm giác hơi bị bất an ở đây. Và thiên nhiên tơ đã để ý thấy mình. Tiếp tục, mình là một người đẹp trai. Đẹp trai thì có gì sai? Đẹp trai thì tụi nó là hay bầu suốt ngày. Rồi, lại đây, lại đây, lại đây. Tao sợ mày quá đấy. Úi dồi ôi, tớ ơi, bạn khôn thế nhờ. Sao lại nhặt đúng khẩu MG thế này? Sao không cho khẩu TMP nhờ? Rồi, úi dồi ôi, bay với nhảy. Nhây cho lắm vào. Bạn sẽ nằm xuống thôi. Vui lòng thương tiếc báo tin. Úi dồi ôi, chiều nay đúng không giây hai mươi mấy, không phải hai mươi mấy giây, và chúng ta đã được chiêm ngưỡng một cảnh tượng thái độ lồi lõm của một con giống non, và anh ấy phải trả giá bằng cách nằm xuống và tiếp đất một cách an toàn. Ơ lên luôn, sợ cái mắm gì nhở. Ôi tao sợ mày quá cơ. Hết giờ rồi. Úi dồi ôi, thanh niên nguy hiểm của năm.
Ok, những trận sau thì admin rảnh háng quá, ngồi nó thấy nó con giống non bị mình cận chiến tội nghiệp, đâm ra là cho mình hẳn 3 trận sau làm giống bay luôn. Khốn nạn thế à rồi. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với trận khác. Cay quá nên mình sẽ cắt bỏ đi và mình sẽ vào trận khác mình chơi tiếp. Khốn nạn. Rồi, chơi mà chỉ có cận chiến còn có một con thôi mà nó lại in hình cái lời nguyền vào người mình. Úi dồi ôi. Thôi dưới này. Dưới này bạn ơi. Dưới này. Đâu rồi? Úi dồi ôi. Thiên nhiên vẫn nhây. Thiên nhiên nhây cực. Cứ tưởng là mình trên đấy cơ. Mình lướt đâu lâu rồi. Cảm giác đứng trên đấy cũng sướng thật. Nhưng zombie nó cứ nhìn mình bằng một ánh mắt hình viên đạn. Nó nhìn hoài thế. Biết làm sao. Phải té ngay thôi. Úi dồi sao kìa tơ kìa. Tơ ơi. Chết bà bạn rồi. Bạn ra đây là bạn cứ xác định thôi. Thiếp nhau. Rồi. Rồi lừa ra chỗ vắng vắng. Và tiếp đất bằng một phát bằng rìu. Đơn giản như đang giỡn thôi. Để để sao em ấy sao. Rồi. Sao hàng nó cứ nhét vào mồm mấy thằng kia thế này. Đây bạn ơi. Này thì flash này. Đây nó sau này nó sau này. Rồi không thể lừa tình được. Khi mà tụi kia nó bắn kinh quá. Úi dồi, đây, 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 trời ơi, thơm chưa? Đấy, hàng nó cứ chạy vào mồm như thế này. Ơ, cái điện mệnh. Sao bị móc này? Tao sợ mày quá cơ. Trời ơi, bạn đừng tưởng có thằng bảo kê cho bạn thì mình sẽ không làm gì bạn đâu nha. Ơ, chạy đâu? Úi dồi. Sợ cái gì nhỉ? Đâu rồi? À, đây, 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 đây. Lao ra, ố, thằng này vẫn nhây. Trời ơi, biết thế mình lao mà mình chém luôn ạ. Thắm thế hả rồi. Pha đấy mình cứ tưởng là nó lao ra. Nhưng mà mình bắt bài hơi bị sai rồi. Đây đây đây. Ơ tôi chết luôn. Mạng lag FL ạ. Rồi ra hồ hiểm ác không bằng mạng lag Việt Nam. Mạng mà như thế này thì săn sao bây giờ. Cái pha đấy mình cứ tưởng là bọn kia nó cover cái thằng giống non bên kia. Nên mình bị mất giáp. Bây giờ thì cái trinh của mình đã bị mất rồi. Ôi thắm thế. Đúng lúc hết giờ. Cho ngay quả gắt linh. May mà không chạy zombie mà gần dính pha đấy thì đúng là sập mặt. Các bác, cái phòng này phải cảm ơn mình nhá. Tại vì mình những cái hòm mình đã nuốt hết rồi. Mình đã mút sạch rồi. Không đến lượt các bạn. Rồi may quá, cứ tưởng mình làm zombie, trời ơi. À, bàn thờ, hai thằng đứng với nhau. Mà một thằng nó chơi khắm lọ. Nó biến làm zombie. Trách là trách thằng admin nhá. Chứ đừng có trách thằng đứng một bên. Tại vì thằng đứng một bên nó cũng là zombie. Nó làm theo phận sự của nó thôi. Cào và cấu. Hay quá. Trời ơi. Bung lụa các kiểu. Một tí thôi. Làm màu. Hôm nay. Ơ cái định mệnh lựu đạn ạ. Trời ơi. Mình cần TMP. Rồi. Cái điều này mà có TMP cover thì hay quá. Úi dồi, dưới kìa. Ấy. Ơ, pha đấy mình ném bom chết người kìa. Đùa. À đủ TMP. Tao sợ mày quá đấy. Lại đây nào. Úi dồi. Tao lại sợ mày quá cơ. Hình như tơ phía sau. Úi dồi. Vai. Hết cả hồn ạ. Từ dưng này cầm mero. Cái gì đấy. Cái gì đấy. Úi dồi ôi. Tôi xong rồi. Tớ ơi, bạn hay thế. Bạn chơi thế thì mình làm gì bây giờ. Thắm quá. Rồi, bạn sẽ là người nằm xuống tiếp theo. Tớ đâu, thể hiện đi. Bạn là con người vĩ đại. Ở hình như mình bên phe hero mà. Cổ vũ hơi bị sai rồi. Mình nhầm, sorry nha. Bạn hero ơi, cố lên. Rồi, thôi xong, nói chưa kịp. Chèn thế. Thằng tơ nó hay quá. Thằng tơ hay quá đâm ra là dễ chết. Nếu mà pha đấy mà chúng ta lên mấy cái chỗ này thì các bạn có thể là đỡ khắm hơn. Vì mấy cái chỗ mà lấp ló như thế này thì chúng ta chơi nó dễ hơn. Thay vì các bạn cứ solo ngay giữa ban ngày ban mặt thì nó sẽ khó. Đấy, lấp ló thì nó luôn luôn là bá đạo ở cái chỗ đấy. Lừa tình cũng dễ mà chặt chém cũng dễ luôn. Thôi liếc liếc cái gì đấy. Thôi
Rồi, đã có một người nhận ra và sẵn sàng cho mình sấp mặt cái định mệnh. Nhìn thấy nhau thì phải cover cho nhau ấy nhở. Sao lại cứ thích cào nhau thế này? Đấy, có sai đâu. Cái mặt thằng này nó liếc mình là nó thích mình rồi. Biết làm sao? Ôi, té rồi, biết làm sao bây giờ? Úi dồi. Thôi tha cho mình. Đi cào mấy thằng khác đi. Giết mình không có lợi cho bạn đâu. Mày như sai sai nhở? Giết mình thì mình sẽ cào những thằng khác. Nhưng không, trận này mình làm cho bài mình thoát luôn đấy. Úi dồi. Úi dồi, gì đấy? Rồi có cảm giác rất là bất an. Tôi té ngay cho nó chắc chuyện. Ủa, hai con luôn. Vơ lơ, một thôi. Nhiều quá, chơi không lại. Một thì VN một thôi. Một và VN hai thì thôi, khắm. Tao sợ mày quá cơ. Trời ơi. Ơ, đâu ra đây? Hay chà. Vai xoài. Hết cả hồn ạ. Rồi, hero đâu, hero đâu? Hero đâu rồi? Mình cần hero ạ. Trận này không có hero thì đúng là siêu khắm. Rồi lựu đạn rồi bay. Khắm thế à rồi. Rồi bay y một lũ. Sống sao bây giờ? Trách mình thôi. Đúng rồi. Té nhanh nhau. Đừng ma. Đừng hiếp mình. Hãy tha cho mình. Đúng rồi. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Ủa ôi, cái điện mới. Trời. Biết ngay. Và chào, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.